Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Mình cho các bạn xem đây là cây kêu bằng Moonberry. Vừa rồi cái chị dễ thương cho My cái nhánh cao khoảng chừng một gang tay, được 3 nhánh. My về My ghim cho 3 người, cho hết 2 nhánh, My giữ lại một nhánh. Vậy đó mà nó đâm ra một cái nhánh con ở đây, xong rồi đâm ra thêm nhánh ở đây, rồi giờ ở đây mà mới có khoảng chừng chắc được 2 tháng đó các bạn. Từ một gang tay mà nó lên 3 gang tay luôn nè, mà nó mọc bữa nay thấy lú lú trái nữa nè, dễ thương không? Cho nên cái này các bạn bạn bè có chỉ cần xin một nhánh nhỏ nhỏ thôi, nhánh bằng nhiêu đây nè, cỡ cỡ như vậy nè, là nó sống rồi đó. Ghim xuống đất là sống, không có cần gì hết trơn á. Giữ đất ẩm, cái lâu lâu cái mình thấy khô đất cái mình tưới nó vô, vậy là được rồi đó. Mà bữa nay là lên 3 gang tay hơn, mà lá cũng xanh tươi, nhìn thấy khỏe cây quá chừng luôn á. Giờ mình cho vô cái chậu ha. Mà cái này nữa nè các bạn, cái cây này á thì My không có rành nhiều, nhưng mà được một cô ở bên Việt Nam đó, vừa rồi nói chuyện với cô, cái cô mới chia sẻ, thì My không biết có đúng hay không, nhưng mà My cũng muốn chia sẻ lại với các bạn là cái cây này á, người ta ở lúc mà ở bên Việt Nam á các bạn, thường á, là mình lấy những cái cây này nè, là mình xong, giống như là mình lấy những cái lá đó mình lặt hết, xong rồi mình nấu nước sôi, xong rồi mình lấy nước đó mình lau nhà, thì mình cũng giống như khử được tà đồ vậy đó các bạn. Rồi nếu mà mình lấy cái thân của cây này mà nhỏ nhỏ đó, mình cắt ra khúc nhỏ nhỏ nhỏ, xong rồi cái mình đeo vô cái tay hoặc là đeo vô cổ, thì mình cũng tránh được tà. Giống như cái này thì My nghĩ không biết có đúng hay không, thì thôi My chia sẻ lại với các bạn như vậy, thì các bạn tìm hiểu thêm nha. Mà cái này á, cái lá đó thì người ta nói cũng ăn được nữa các bạn, giống như mình luộc ăn để trị táo bón là vậy đó. Còn cái trái thì nó rất là ngọt, cho nên cái cây này giống như sử dụng hết luôn á. Cái này có loại màu trắng với lại màu tím đậm. Loại của My á là màu tím mà giống như tím đậm thật đậm, mà trái ngắn ngắn khoảng chừng một lóng tay á các bạn. Còn nó có loại trái dài nữa nha, trái dài màu trắng. Cái loại đó thì My có thấy bán ở vườn của em Lam á. Đây là cái bịch đất Fox Farm. Cái loại này thì các bạn cho vô cái cây ăn trái thì rất là hợp luôn. Thì My cho các bạn xem, nếu bạn có thì mình cho cái đất này vô ha. Đất này không cũng được, không có cần phải pha thêm cái gì nữa hết. Thì đất này nó cũng có rất là nhiều dinh dưỡng, mà nó cũng quan trọng, giống như là nó có phân, giống như là cá đồ trong đây vậy đó các bạn. Nó rất là nhiều dinh dưỡng, cho nên cái loại này thì mình cho là mình cũng không có cần cho phân gì nhiều hết. Cái loại này nếu mà các bạn tìm không được á, thì vừa rồi My có chia sẻ cái video về cách mua đất ở chỗ đây nè. Nếu mà các bạn ở gần thì mình mua ha, còn nếu như xa quá thì các bạn có thể chọn cái đất ở bên đây để My qua đây. Đây, nếu mà mình muốn rẻ tiền mà cũng được organic luôn á các bạn ha, thì mình chọn cái đất này. Sorry, My cắt cái bao đất nó ngược rồi đó. Nếu mà các bạn muốn thì chọn cái đất này. Cái đất này á, thì là raising bed and potting mix, mình cũng trồng cho cây ăn trái được luôn. Mà cái đất này thì nó cũng tốt, tơi xốp, mà nó rẻ tiền. Một bao 2 cubic feet mà nó có khoảng 8 đồng à. Nó rẻ hơn cái đất hồi nãy, nhưng mà nó cũng là thoát nước tốt, để tốt cho cây ăn trái đều cũng được. Cái này mình trồng rau đều cũng được luôn. Thì cái loại đây thì dinh dưỡng nó không bằng loại kia thôi, nhưng mà nó cũng một cái loại tốt chứ không phải loại thường ha, mình xài cũng được. Hôm nay thì My trộn đất ở nhà đang có, mình tận dụng lại để các bạn xem luôn. Nếu các bạn có đất ở nhà đang có thì mình cũng pha trộn, mình trồng được cây này, tại vì nó rất là dễ sống, không có cần mua đất cũng được nha. Đất ở nhà, đất cũ tơi xốp là được hả các bạn. Đây là cái chậu đất cũ, mình lấy ra bớt chút, không nhiều quá. Rồi xong rồi cái mình cho perlite vô nè, với cát để vô thêm, để trong đây rau củ mục á, nhiều lắm. Đất cũ xong rồi cái mình bỏ rau củ mục vô, cái mình để đó,
cả mấy tháng nó mục ra hết trơn, giờ cũng trùng rất là nhiều luôn nè. Bây giờ mình trộn lên cho cát vô để cho nó thoát nước được nè. Cái chậu này 15 gallon á, mới cho khoảng 1 muỗng canh nè, muối Epsom sốt với cái này bone meal. Cái này số là 2140. Cái này là tốt cho trái. Một cái thùng 15 gallon này thì mới cho 1 muỗng canh luôn. Bụi nha các bạn. Cái này lấy xong mình đi chỗ khác, mình đeo mặt nạ vô. Rồi trộn nó lên cho đều ha. Trong đây nó có rau củ mục cũng nhiều. Rồi, mình cho cây vô được rồi đó. Đó, xong rồi cái đất của mình ngon lành rồi nè. Giờ mình cho nó vô. Cái cây này mới thấy dễ sống cho nên không có lấy đất mới, để đất cũ rồi trồng luôn. Rồi, ém đất cho chặt lại ha, cho cái cây chịu nó cũng chặt lại luôn. Rồi, xong rồi. Mình tưới lên. Trái gì đâu mà nó đậu sát gốc à. Đây trái nữa nha các bạn ơi, được 3 trái. Nó mình vô chậu rất là êm cho nên mình để ngoài nắng luôn. Ngày mai cho nắng cũng được, không sao. Hy vọng là năm sau là nó cao hơn mình, hơn mi là đúng rồi đó. Tại vì thấy nó mọc nhanh quá, quá nhanh luôn á. Cây này á là bây giờ nó chỉ có ngang được cả đùi mi hơn à. Thì nhưng mà mình muốn cho nó nhánh nhiều á các bạn. Hiện tại á thì nó mới có là một nhánh ở dưới đây, nhánh trên đây, mình chuẩn bị dưới đây nó có nè. Dưới đây có, nhưng mà mình cũng muốn ngắt đọt nó để cho nó ra, nó tức nó ra nhiều nhánh hơn, chứ mình không có muốn nó cao quá. Có nhiều cây mình thấy cao liêu nghiêu luôn á. Rồi trong đây nó lú nữa nè, lú trái ra nhỏ xíu nè, thương không. Nếp trên đây cho cắt luôn, đúng ra cái này mình giữ để cho nó cao, nhưng mà thôi mình cắt luôn đi để cho nó ra được nhiều cái nhánh. Lá này nó bị gì mình cắt bỏ lá này luôn. Cái này nó dễ sống lắm cho nên mình không sợ nó đâu, ngắt thoải mái á. Mình không có muốn nuôi lá nhiều là mình cũng ngắt lá bớt cũng được đó. Trên đây cũng vậy nữa nè. Ngắt bớt lá luôn cũng được. Đó, thành cũng còn lá chứ không phải hết. Tại vì lá nhiều thì nó cái tốn sức thôi. Mà mình biết là cây này nó rất là dễ sống, không sao hết. Để My chia sẻ với các bạn rõ hơn là cái cây này là chị Thúy Hà cho My á, chỉ nói á là cái nhánh á, khi mà mình đi đem giống như là mình chiết nhánh á các bạn, rất là dễ. Mình chỉ cần lấy một nhánh, nhưng mà nhánh này thì nhỏ quá không được. Vừa rồi là cái nhánh của chị cỡ này nè, nhưng mà lúc cây nó còn nhỏ thì cái nhánh nó cỡ này nè, nó ốm như vậy nè. Đó, các bạn thấy khoảng cỡ này nè là mình đã cắt nhánh, mình ghim là nó sống rồi đó các bạn. Không có cần phải chiết nhánh gì khó khăn như những cây nhãn hoặc là những cái ổi gì hết á. Mình chỉ lấy cắt nhánh
dựng gang tay mình ghim xuống là nó sống à. Muốn chắc hơn thì mình ghim thuốc mọc rễ, còn không thì ghim không nó cũng sống nữa. Nhánh nhỏ nhỏ thì sống, nhánh đừng có lớn quá, thì chỉ nói lớn quá nhiều nhánh chỉ ghim thử á, thấy nó không có sống. Cho nên nói cho các bạn rõ để nếu mà ai có bạn bè đó mình xin nhánh cái mình về thì mình ghim ha, khỏi đi mua. Còn ở mi thấy ở trong Walmart á, cũng có bán cây này nữa các bạn, hoặc là các bạn lên website của Home Depot hoặc Walmart thì mình nhắn là Moonberry thì nó cũng ra ha, có loại là White Moonberry hoặc là có loại là màu tím nha, tùy mình ha. Loại màu trắng thì nó sẽ ngọt hơn loại màu tím nữa đó, thì cho các bạn xem. Cái này thì thường cái trái lúc đỏ thì nó chua lắm, nhưng mà nó phải ngã tím đậm rồi đó thì nó mới ngọt, còn màu trắng thì nó ngọt hơn luôn nữa. Cho nên người ta có lấy cái này để người ta làm rượu hoặc là người ta làm mứt sơn rồi đó các bạn, thì người ta cũng lấy cái trái này người ta làm. Rồi My xin dừng ở đây nha, My chúc cho các bạn trồng cái cây này được tốt, hẹn các bạn ở nhiều video trồng cây hay nấu những món chay đơn giản của My ha. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.